Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ôm theo một bạn cún này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Cái kính này mình sẽ tô màu hồng. Tóc này thì mình sẽ tô màu đen nha. Mình sẽ tô màu cam đi. Vàng cam này. Bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành phẩm của mình nhé. Mình sẽ tô một chút son môi màu đỏ này. Áo thì sẽ tô một tí nha. Thank you.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn thông báo số tiếp theo.